quay về một cái sản phẩm của thương hiệu Lenay nha mọi người. Chắc hẳn các chị em mình là cũng đã biết cái dòng sản phẩm Lenay mặt nạ mặt và môi này đúng không ạ? Bên em có hai loại thế này. Cái mặt nạ môi này thì trọng lượng chỉ 3g thôi, rất là nhỏ nha mọi người, nhưng mà mình xài cũng được rất là lâu. Còn về cái mặt nạ ngủ này thì là tới 15g lận ạ. Là mỗi sản phẩm như thế này đều là 70.000 hết. Nhưng mà bên công ty em hiện tại đang có giá sale khuyến mãi cho mọi người là 5 sản phẩm bất kỳ thì mình sẽ sale với giá là 200k, là 70k một hộp, nhưng mà bây giờ mình mua 5 chỉ còn 200k thôi. Mà các bạn cũng có thể mua 2 hộp thế này, là tại vì nhiều khi mình sử dụng thử đó, để mình coi công dụng nó thế nào thì mình mua 2 hộp mình test thử ok thì mình mua thêm. Tại vì bên công ty em là chuyên xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc cho nên là không nói không với hàng giả nha. Hiện tại trên thị trường thì em thấy rất là nhiều cái dòng này luôn, nhưng mà nó bán giá thì nói chung là mỗi người với một giá, nhưng mà quan trọng là cái thương hiệu của nó là có lấy đúng ở từ bên Hàn Quốc về không. Còn bên em thì bảo lãnh với mọi người là 100% Korea lấy từ bên đó về luôn, là sếp em nhập từ bên đó về chứ không có qua tay hay bất cứ đâu hết nha mọi người. Và cái công dụng của mặt nạ ngủ này thì mọi người cũng biết rồi đó, thì bên trong nó là thế này nè, nó là đục đục thế này nè. Tối mọi người đi ngủ mọi người đắm một lớp mỏng cho mặt cho em, thì khi mọi người đắm xong á thì sáng ngày mai khi mọi người ngủ dậy á, mọi người sẽ cảm giác được là cái da mặt của mọi người nó sẽ rất là mịn màng và đã căng bóng ra luôn nha mọi người. Không tin em thì cứ thử mình xài thử là mình biết thôi. Còn cái mặt nạ môi này thì dành cho những bạn môi khô hoặc là cái thời tiết thì nóng nực nè, mà uống nước ít quá thì cái môi mình cũng sẽ bị khô và nó bị nứt nẻ nữa. Cho nên khi mình sử dụng nó, mình lấy cái này mình bôi, tức là mình xài lúc nào cũng được, không phải là ngủ không thôi, là khi nào mình rảnh thì mình cứ bôi thôi. Đó là mình bôi lên môi mình cũng được, còn nó mềm và nó không có còn nứt nữa, và nó sẽ làm hồng môi theo thời gian nhé. Tức là mình xài nhiều thì môi mình từ từ nó sẽ hồng hào ra mọi người. Còn cái này thì nó cung cấp nước cho da mặt của mình và nó làm cho da mặt mình căng bóng hơn. Bên em đang có chương trình sale khuyến mãi cho mọi người, đó là khi là mọi người like và share trực tiếp trên fanpage của Kumo, bên em sẽ được giảm giá sale 5 sản phẩm cái này bất kỳ là sẽ là 200.000 thôi, hai cũng là 100.000 nha mọi người. Và nếu như chị em mình có thời gian mình vào cái trang website của Kumo á để mình đăng ký làm thành viên bên cửa hàng bên công ty của em á, thì mọi người sẽ được nhận giá ưu đãi nhiều hơn nữa. Chỉ cần bấm một cái link chuột thôi là mọi người đổi được khuyến mãi 50.000 vào khi mọi người mua sản phẩm rồi. Còn những cái lần sau mọi người mua, mọi người vẫn được giá sale và bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy luôn. Không phải là hôm nay em like em nói về cái sản phẩm này là chỉ là cái sản phẩm này thôi. Là khi mọi người đăng ký làm thành viên công ty em thì những sản phẩm sau mọi người mua sẽ được cái giá giảm rất là ưu đãi, là giảm tới 2-30% hoặc là 3-40% luôn, rất là nhiều nha. Là cái trang website kumon.vn là trang web của công ty em. Mọi người hãy vào đó và bấm chữ đăng ký làm thành viên bên công ty em nhé. Và các bạn có thể đến cửa hàng 187 Tô Nhật Tiên, công ty Dr. Sale để mua sản phẩm luôn nha mọi người. Là ở Phú Mỹ Hưng ạ. Còn hoặc là mình không có thời gian qua đây thì mình cũng có thể mua trên website kukumo.vn hoặc là trên fanpage kukumo luôn nha. Nhân viên chăm sóc khách hàng bên em sẽ tư vấn và chốt đơn cho mọi người, và mình gửi code cho mọi người trong ngày hôm nay luôn. Ở thành phố thì chắc trong ngày là nhận được rồi, còn cái tỉnh thành khác thì chắc 2-3 ngày mọi người ha. Và hôm nay em chủ yếu là em nói về cái sản phẩm Lenay này cho mọi người, và những cái video lần sau em sẽ giới thiệu cho mọi người những cái dòng sản phẩm ok hơn. Nói chung là mỗi sản phẩm nó có một cái chức năng của nó mà, cho nên là em sẽ livestream về những sản phẩm khác, chẳng hạn như là phấn nước cushion, rồi mặt nạ ngủ ban đêm, hoặc là những cái dòng trị nám này kia, rồi những kem dưỡng, hoặc là những cái này là eyeliner mà nhìn như sáp đó mọi người. Và sau đây em xin chào và em cảm ơn mọi người vì đã xem cái video của em nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau ạ.